chào các khán giả của Kỷ Nguyên Huyền Bí. Mùa hè đã tới rồi và các bạn đã có dự định đi du lịch ở đâu chưa? Với thời tiết nóng nực như thế này, được ngâm mình trong dòng nước mát ở các bãi biển thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nào? Tuy nhiên, các bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn địa điểm mà mình sắp tới, bởi có những bãi biển mặc dù đẹp lung linh nhưng lại vô cùng nguy hiểm với khách du lịch đấy. Đó là những địa danh nào? Hãy cùng bọn mình khám phá trong video này nhé! Bãi biển Kilauea ở Hawaii, Mỹ. Bãi biển cát đen độc đáo ở Kilauea, đảo lớn nhất của Hawaii, là nơi mà du khách cần hết sức cẩn trọng vì nó nằm ngay cạnh dãy núi lửa hoạt động thường xuyên nhất thế giới. Dãy núi lửa này vẫn liên tục phun trào từ năm 1983, đổ dòng dung nham nóng vào đại dương. Hawaii cũng là nơi xảy ra hơn 100 trường hợp cá mập tấn công bất ngờ, trong đó có 8 vụ việc có người tử vong kể từ năm 1828. Bãi biển Fraser tại Australia. Vùng biển quanh đảo Fraser tới phía đông nam bang Queensland là vùng nước đặc biệt nguy hiểm. Các nhà chức trách địa phương đã thông báo nghiêm cấm khách du lịch. Nguyên nhân là do nơi này không chỉ có rất nhiều cá mập và sức độc mà còn có dòng nước chảy xiết. Mặt khác, nếu tiến vào bờ, du khách sẽ gặp phải một vài loài nhện nguy hiểm nhất thế giới, cá sấu nước mặn và chó dingo, những loài được ghi nhận là thường xuyên tấn công con người. Biển ở lãnh hải phía Bắc và bang Queensland ở Australia. Từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, có rất nhiều đàn sứa hộp tiến về hàng trăm bãi biển ở bờ Bắc Australia. Chúng là một trong những loài động vật có độc nguy hiểm nhất thế giới, đã gây ra ít nhất 70 vụ giết người kể từ năm 1883. Nọc độc của loài sứa này nguy hiểm tới nỗi sẽ làm tim nạn nhân ngừng đập trước khi họ bơi được vào bờ. Bãi biển Stead tại Anh. Bãi biển Stead, Yorkshire, từng bị một nhóm có tên những người lướt ván chống nước thải miêu tả là một trong những bãi biển kinh khủng nhất châu Âu vì ô nhiễm. Stead liên tục không đạt được chỉ tiêu nước sạch của châu Âu. Khi bơi trong vùng biển ô nhiễm, du khách có thể mắc phải các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, khuẩn E. coli, viêm màng não, sốt thương hàn hay viêm gan A. Bờ biển Réunion ở Pháp. Tại lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương, đã có ít nhất 20 vụ cá mập tấn công con người, trong đó đã có 8 người thiệt mạng kể từ năm 2011. Điều này có nghĩa là, trong vòng 6 năm qua, 16% số vụ cá mập tấn công làm chết người đã xảy ra ở hòn đảo dài 63 km này. Réunion hiện đứng đầu trong hàng loạt nỗ lực ngăn chặn cá mập tấn công nhằm thoát khỏi danh hiệu hòn đảo chết chóc nhất thế giới. Volusia tại Florida, Mỹ. Theo hồ sơ lưu trữ của các vụ cá mập tấn công quốc tế, ngày càng có nhiều vụ cá mập vô cớ tấn công con người ở bờ biển hạt Volusia, Florida, nhiều hơn tất cả các vụ xảy ra ở Nam Phi cộng lại. Theo ghi nhận, đã có tổng 290 vụ kể từ năm 1882. Phải kể đến sự thật rằng, du khách sẽ dễ bị sét đánh tại Florida nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác ở Bắc Mỹ. Bãi biển Bikini ở quần đảo Marshall, Mỹ. Di sản thế giới của UNESCO này là nơi nguy hiểm nhất vì hai lý do: bức xạ hạt nhân và cá mập. Đây là nơi diễn ra hơn 20 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân từ năm 1946 tới năm 1958. Dù vào năm 1997, quân đội Mỹ đã tuyên bố đảo Bikini an toàn cho con người sinh sống, nhưng những cư dân bản địa vẫn từ chối quay lại nơi này. Hơn nữa, do không cho phép đánh bắt cá trong suốt 65 năm qua, hệ sinh thái biển ở đây cực kỳ phát triển, nhất là các loài cá mập. Playa Zipolit ở Mexico. Một số người cho rằng Zipolit đến từ ngôn ngữ của người dân bản địa, có nghĩa là bãi biển của người chết. Bãi biển nhỏ được người cuồng khỏa thân và các phật thủ yêu thích này nổi tiếng với những con sóng lớn và dòng thủy lưu nguy hiểm. Nhờ một đội cứu hộ tình nguyện được thành lập năm 1995, số lượng du khách đã bị đuối nước ở đây đã giảm đáng kể. Bãi biển Freiburg, Brazil. Bãi biển Freiburg từng là nơi thu hút rất nhiều du khách nhờ vùng nước không hề có cá mập. Tuy vậy, kể từ năm 1992, ít nhất 50 vụ cá mập tấn công đã được ghi nhận ở đây, trong đó có 19 người thiệt mạng. Các nhà bảo vệ môi trường cho rằng, chính những con tàu đánh bắt gần bờ đã phá hủy hệ sinh thái ven biển, dẫn tới cá mập phải vào sâu trong đất liền để kiếm ăn. Ngoài lý do trên, thì bãi biển này cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm rất cao. Copacabana ở Brazil. Bãi biển Copacabana không có nhiều vụ cá mập tấn công, chỉ có 6 trường hợp được xác nhận từ năm 1931, nhưng lại có nhiều tội phạm nguy hiểm. Trộm cướp ở đây rất phổ biến, du khách được khuyến cáo nên để lại máy ảnh và ví tiền ở lại khách sạn. Mặc dù những bãi biển này đều có khuyến cáo của các nhà chức trách, tuy nhiên, nhiều phần vì cảnh đẹp, phần nữa là vì hiếu kỳ nên vẫn có rất nhiều du khách. Còn bạn thì sao? Liệu có cái tên nào trong danh sách trên đủ hấp dẫn bạn không? Hãy để lại ý kiến của bạn
dưới phần comment bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.